Mình đã kích hoạt xong cái tài khoản cho khách nhé, Motocantat, một khách ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Sau khi khởi động lên thì sẽ có lời chào nhé. Motocantat xin chào anh Phan Tấn Toàn, mời anh chọn chức năng từ menu. Đó, mình đã kích hoạt xong tài khoản đây, Phan Tấn Toàn. Điện thoại đây, địa chỉ đây, Cầu Xéo, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh. Động cơ xăng này, đó. Mọi thứ đã hoạt động rồi. Trước khi gửi hàng đi, anh này anh lấy full bộ cho nên là mình kích hoạt tài khoản máy tính bảng này, kết nối này. Về khách chỉ việc bắt wifi thôi. Khách chỉ việc bắt wifi là ăn thôi. Rồi, cáp mình đã kiểm tra đầy đủ rồi. Bây giờ kèm tài liệu vào, xong đó là đóng gói thôi. Số điện thoại của mình là 0904 566 844. Mọi người có nhu cầu liên hệ hay là tìm hiểu sản phẩm thì gọi điện, nhắn tin qua Zalo cho mình nhé. Anh này là khách hàng tên là Phan Tấn Toàn ở Hồ Chí Minh. Đây là máy tính bảng này, đã đi kèm theo cả cái bao da nhé. Đây mình sẽ tắt nguồn đi. Mình sẽ tắt nguồn đi. Đó, như vậy vận chuyển trên đường thoải mái nhé. Ở đây sạc mình đã cho vào đây này. Đó, sạc cho vào đây này. Bộ táp đây. Thẻ hội viên và địa chỉ nhé. Ở đây mình có quà tặng cho anh Toàn. Đo áp buồng lén này, đo áp bơm xăng và một súng bơm lốp xe. Tất cả khách hàng sửa xe hoặc là anh em thợ xe máy mà quanh khu vực đấy có nhu cầu cần trợ giúp về sửa xe đời mới, làm khóa thông minh, tua trả odometer hay là lạp phần mềm để cứu lại eSIM thì liên hệ địa chỉ này nhé. Anh Phan Tấn Toàn, điện thoại là 0972 584 834 Tân Phú, Hồ Chí Minh. Em khách hàng nào có nhu cầu mua máy tại phòng thì đến trực tiếp qua nhà mình để mình hướng dẫn sử dụng. Đi theo cả tài liệu và thông số nhé. Tài liệu thông số mẫu dữ liệu động cơ luôn. Trong quá trình làm việc thì có thắc mắc về gì về kỹ thuật thì điện thoại cho mình sẽ trợ giúp về cái kỹ thuật sửa xe. Ngoài ra còn thêm một số của anh trợ lý chuyên hướng dẫn sử dụng máy. Máy đọc lỗi Motocantat mình còn rất nhiều nhé. Bản mới nhất bây giờ là bản 2.5. Bản 2.5 nhé. Bây giờ là hôm nay mùng 1 tháng 12 năm 2023. Bản 2.5 là mới nhất bây giờ. Đây là anh ship đang chờ lấy hàng nhé. Đang chờ để đóng hàng. Đây là Motocantat. Đây là tủ trưng bày của mình. Motocantat còn rất nhiều. Motocant 7. Đó, Motocantat này. Thẻ hội viên này. Motocant 7 này. Màn hình máy tính bảng.